Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh Hiệp sĩ Đình Duy. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả nghe tiếp những truyện ngắn rất hay. Hôm nay đầu tiên chúng ta sẽ đến với truyện ngắn Đi Hoang của tác giả Đoàn Nhất Trí. Anh lái xe tắt máy, nhảy xuống đất định khóa cửa ra về. Nhác thấy còn bóng hành khách lại dừng tay, thò đầu vào trong xe, gọi to. Đến Hà Nội rồi, xuống đi thôi bố. Con còn về ăn bát cơm nóng mẹ đi nấu cho chứ, cứ vi vu bên tay lái, ăn phở mãi cũng ngán lắm rồi. Nhìn kỹ thấy ông khách chưa già lắm, gương mặt sáng sủa nhưng sao tương phản với lối ăn mặc cũ kỹ nghèo khó. Cử chỉ thì vụng về, dáng vẻ ngơ ngác, anh lái xe động lòng hỏi câu chiếu lệ. Thế chú về đâu chú ơi, để con gọi taxi cho. Người khách lúng túng lúng búng trong miệng, không rõ câu gì. Chỉ thấy xua xua tay rồi như thả rơi người xuống đất, ngơ ngác định hướng. Từ cổng bến xe đi ra, người ấy lầm lỗi bước giữa hai hàng quán nước và quà bánh san sát. Thủ đô đã lên đèn, ánh hoàng hôn tím thẫm pha màu đỏ máu, ánh sáng điện thời kỳ nhà đèn độc quyền. Ánh đèn dầu, ánh sáng nến, hòa quyện với nhau tạo nên một thứ không gian cực kỳ khó tả. Nó không hẳn là âm phủ địa ngục, cũng không hẳn là trần gian hay thiên đường. Chỉ một cảm giác, con người phải sống trong thứ ánh sáng ấy, thấy tinh thần bất an. Trông xa về cuối phố, thấy có cái quán lẻ loi, chỉ với hai ngọn đèn dầu, lại thụt sâu vào gầm cầu như cố tình giấu mình đi. Ông khách liền rào bước về phía ấy. Đến gần khách nhận ra, người bán hàng là một phụ nữ còn trẻ, chỉ trên 40 ngồi bán bún riêu. Có đến hơn chục người ăn. Không bàn ghế sang trọng, mỗi người chỉ hai chiếc ghế con bằng nhựa, một để ngồi, một để đĩa rau sống. Tô bún của ai người ấy bê trên tay, thật dã chiến. Bà chủ quán toan thoát phục vụ mọi nhu cầu của khách. Cành đôi quang gánh, nặng trĩu. Mọi thứ từ nồi nước dùng sôi sùng sục đến rổ bún to đầy, bọc ni lông rau sống đến vịt nước mắm, lọ nước giấm tỏi ớt, giấy ăn, tăm, thìa, đũa, cho đến những chiếc ghế ngồi. Tất tần tật đều ở trên một đôi quang gánh này. Ông khách quay đi, lộn lại trước gánh hàng bún, dễ đến dăm lần. Bước đi, dừng lại. Tuy bận rộn, người bán hàng vẫn nhận ra cái dáng lưỡng lự ấy, bèn vồn vã. Mời ông ăn bát bún của nhà cháu đã, đi đâu hẵng đi. Lời mời nhã nhặn của bà hàng bún như chiếc neo làm đôi chân ông khách tự tin dừng bước. Lựa tìm một chỗ thiếu ánh đèn dầu, còn ánh đèn cột điện không chiếu tới được, ông khách uể oải ngồi xuống. Vâng, bà cho tôi một bát, giờ cũng đến bữa tối rồi. Ông có ăn mắm tôm không? Chủ quán hỏi. À, dạ có, bà cho một chút thôi để có mùi thơm. Rất tình ý, bà bán bún riêu nhận ra. Không giống với mọi người khác, ông khách này có vẻ cố ý ăn uống nhàn nhã, vừa ăn vừa quan sát mọi thứ xung quanh, như để ghi nhớ và tìm hiểu điều gì. Bún đã hết, lâu lâu ông khách mới từ tốn đặt cái bát không xuống, rồi xin mảnh giấy ăn, lau miệng, xin chiếc tăm, đùng đình xỉa răng. Mãi sau chỉ còn hai người khách ngồi ăn phía xa xa. Ông khách nhấp nhổm, chưa muốn đi. Mà ông đi về đâu bây giờ? Trong lòng ông hình như đã có phần hối hận vì cái sự tự dưng bỏ nhà ra đi đường đột này. Mãi sau, cố gắng lắm, ông khách mới ấp úng thốt ra thành lời, cũng chỉ đủ để bà bán bún nghe được. Bà có biết chỗ nào người ta cần người làm thuê mách dùm tôi với? Bà bán bún lúc này mới nhìn ông khách từ đầu đến chân, giọng thông cảm. Chắc ông từ quê mới lên, còn lạ nước lạ cái. Thế ông làm được những việc gì? Tôi thấy những người ở nông thôn lên tụ tập nhau lại thành những chợ lao động, phố nào chẳng có. Khách lại bối rối, ấp úng. Việc gì cũng được. À, mà không, tôi chẳng làm được việc gì. Giá được rửa bát bưng bê hay bảo vệ thì tốt. Tôi cần những việc ổn định, chỉ cần đủ ăn. Bà bán bún nén tiếng thở dài lẩm bẩm như chỉ nói cho mình nghe. Rõ khổ, lại thêm một kiếp người cơ nhỡ, lần về trốn thị thành kiếm ăn. Làm sao bà dung nạp hết? Còn ối người lê la đầu đường xó chợ, chui lủi gầm cầu ống cống đấy, chỉ tổ làm mồi cho tệ nạn.
Ông khách đã khoác ba lô đứng lên, lại ngồi phịch xuống, lơ đãng nhìn ra xa xăm. Đêm muộn, có vài ngọn đèn dầu treo lủng lẳng, nóc quang ra về cùng những bóng người miệt mài rào bước. Quang gánh trên vai giờ nhẹ bẫng, chẳng ai biết họ về đâu. Sớm mai, đúng giờ, lại tụ về đây cùng những gánh hàng nặng trĩu. Bà bán bún thấy chỉ còn ít bún và riêu cua, áng chừng đủ cho bữa tối, bèn đứng lên thu dọn đồ nghề. Cũng là để ra hiệu cho ông khách biết ý. Khi đến gần để nhặt chiếc ghế lên, bà nghe giọng ông ngượng ngùng như nài nỉ. Thưa bà, hay bà để tôi phụ giúp rửa bát dọn dẹp. Tôi để ý thấy một mình bà cũng vất vả. Chỉ cần cho tôi ăn thôi, qua những ngày đầu khó khăn. Bà bán bún đứng ngây ra nhìn ông khách. Trong đầu hình như đang suy nghĩ. Không biết trả lời thế nào. Hình như ông khách này có cái gì khác những người bà đã gặp trong tình cảnh này. Ông này ngơ ngác như từ tủ kính trôi ra, xem chừng chẳng giống với người từng trải. Bà động lòng trắc ẩn, không biết cư xử ra sao cho phải. Tưởng bà bán hàng giận dữ trước lời đề nghị có phần thái quá của mình. Ông khách vội vàng vơ lấy chiếc ba lô bên cạnh, chụp nhanh chiếc mũ cối rách lên đầu. Bước đi, miệng không ngớt lời xin lỗi vì đã chót nói ra lời ban nãy. Ông khách đã đi được hơn chục mét. Bà bán bún mới như bừng tỉnh, vội gọi với theo. Này bác gì ơi, quay lại, tôi bảo cái đã. Phải đến ba lần gọi, ông khách mới tin và quay đầu lại, mở to mắt ngạc nhiên bước về phía bà. Dạ, bà cho gọi tôi. Ông đừng dạ thế, là tôi nghĩ chắc ông mới lên thành phố lần đầu, lại không có nơi nương tựa, tôi muốn giúp. Thế nhưng ông nghỉ ngơi ở đâu? Như thế nào? Ông khách vui như chết đuối vớ được cọc. Ông bảo, bà đừng lo, đêm tôi có thể tá túc ở vỉa hè hay gầm cầu như ở đây cũng được. Ông chỉ tay về phía những cái hốc tối đen của gầm cây cầu xi măng bắc qua con sông nổi tiếng vì màu nước đỏ. Được cái nếu ở quanh đây, cũng gần chỗ ra nơi bà bán hàng. Suy nghĩ, đắn đo một chút. Bà bán bún ái ngại cho tuổi tác của ông, bèn tặc lưỡi. Thôi vậy, đã giúp thì giúp cho chót. Tôi sẽ gửi ông ngủ nhờ nhà người quen. Bây giờ ông hãy giúp tôi thu nhặt những cái ghế này lại. Xong việc, bà bán bún ghé vai, gánh đôi quang gánh lên vai. Đi trước, ông khách mới quen đeo ba lô, bước thấp bước cao theo sau. Họ đi về phía bờ sông. Nơi ấy, san sát những túp lều tự dựng bằng mọi vật liệu nhặt được. Chúng tồi tàn hơn cả túp lều của chị Dậu trong văn chương Ngô Tất Tố. Nơi ấy không hề có chút ánh sáng điện, chỉ le lói những đèn dầu nến tù mù như ma chơi trong một nghĩa địa khổng lồ đeo bám vào rìa con sông. Dưới kia là dòng nước đỏ ngầu ngày đêm sùng sục cuộn xoáy. Bà bán bún đưa ông khách về đến cửa căn nhà của mình. Nhẹ tay bê tấm liếp xích sang một bên, lấy chỗ kho mình chui vào. Ngọn đèn dầu bừng sáng soi tỏ căn lều. Mời ông vào nghỉ ngơi một lúc, rồi tôi đưa sang ngủ nhờ ông hàng xóm, cũng gần đây thôi, mai lấy sức làm việc. Túp lều cũng khá rộng rãi, khoảng 15 mét vuông. Nó được quay bằng những viên gạch vỡ đủ loại mà chủ nhân gom góp được. Mái lợp bằng những miếng bromo xi măng sứt mẻ to nhỏ khác nhau. Giường nằm kê bởi hai tấm ván cóc cáy đầy vết mối mọt ghép lại. Chăn màn gấp gọn ghẽ và đặt ngay ngắn trên chiếc chiếu đơn rung rúc. Tự tin bà không bối rối, chủ nhà không cần hỏi han lai lịch khách, cũng không tự nói về mình. Hình như bất kể ai rơi vào cảnh ngộ như dân xóm liều này đều thuộc lòng quy ước không thành văn, là không phơi bày đời tư của mình, cũng không dòm ngó đời tư của người khác. Ai biết phận ấy? Nhà của ông hàng xóm chỉ cách nhà của bà bán bún chưa đến 20 mét, về phía dòng chảy của con sông và cũng phải đi qua vài nhà khác, cũng lại gần như thành quy ước bất thành văn. Tấm lòng những người ở đây xa nhau, hay nói đúng hơn là bưng kín bao nhiêu, thì về mặt địa lý, tức về mặt dựng lều ở, họ lại thấy cần thiết phải gần nhau bấy nhiêu. Những cái lều tựa lưng vào nhau hay sát vách với nhau là để dựa vào nhau mà chống chọi với thực tế khắc nghiệt của cuộc sống. Kẻ yếu thế
phải dựa vào số đông bầy đàn. Ai đó trong số họ có thể lấy cắp của thiên hạ chứ không lấy cắp của nhau, có thể đánh nhau với thiên hạ chứ không mấy khi đánh nhau ở ngay trong xóm. Ông khách được bà bán bún đưa đến tận mép ổ người đàn ông hàng xóm, tự tay vén cửa cái màn rách rồi đẩy ông vào. Ông ấy hôm nào cũng uống rượu say bí tỉ rồi lăn ra ngủ từ chập tối. Khoảng nửa đêm gần sáng thức dậy ngồi hút thuốc lào vặt và lầm nhầm nói chuyện một mình. Miệng nói tai nghe thôi, không cần để ý đến ông ấy. 4 rưỡi sáng mai, à mà thôi, 5 rưỡi cũng được. Sáng mai dậy ông về lo làm hàng với tôi. Lom khom chưa chui qua cửa đều, bà con với lại. Ông bỏ cái ba lô xuống mà làm gối. Cẩn thận thế thôi chứ ở đây chẳng mất gì đâu. Mà nào ai có cái gì mà để mất. Sớm hôm sau còn tờ mờ sáng, ông khách đã trở thành người giờ bắt thuê phụ việc cho bà bán bún. Chỉ khác cái sự thông thường ở chỗ. Chủ tớ tôn trọng và biết lựa ý nhau. Người ngoài nhìn vào ai cũng cho rằng họ đã nên vợ nên chồng theo cái kiểu người ngoài lề xã hội. Chẳng ai nói hay bình phẩm điều gì. Còn họ, hai người không thanh minh hay cải chính, cứ như điếc. Hơn 1 tháng trôi qua, tối ấy về muộn, ông hàng xóm như có ý chờ bạn về mới uống rượu. Trên cái ổ thường ngày bày sẵn chai rượu cùng đĩa lạc giang, cái bánh đa nướng và 2 cái chén. Họ uống cùng nhau. Rượu vào nhiều, nhưng lời ra ít lắm. Đến khi cả hai cùng say và lăn ra ngủ, trong đầu ông khách chỉ còn nhớ được một ý quan trọng sau đây. Tôi không biết gì về ông, nhưng chắc phải cùng cực lắm, không thể chịu nổi mới phiêu bạt đến chốn này. Xem ra ông cũng là người tử tế như bà ấy. Vậy thì từ mai hãy góp gạo mà thổi cơm chung, cho nó bớt khổ được chừng nào hay chừng ấy. Cũng đã có mấy người muốn thế, nhưng xem ra chỉ có ông là bà ấy ưng. Còn ông khách, bằng kinh nghiệm của cả cuộc đời dạy học và từng trải của mình, ông biết chủ nhà là một người có hiểu biết, do có một cuộc đời cực khổ, lăn lóc đó đây, và cũng là một người nhân hậu. Ông được dân cái xóm liều này nể trọng, coi như già làng, cái gì họ cũng hỏi, cũng nhờ ông giúp đỡ, chỉ bảo. Tưởng tối trước chỉ là rượu nói, tối sau về thấy cửa nhà ông hàng xóm đã đóng chặt, còn buộc thêm cái gì nữa, ông khách không sao mở ra được, mặc cho khách hết gọi, lại gõ, chủ nhà vẫn ngủ say như không hay biết gì. Cực chẳng đã, ông khách bèn ngồi tựa tấm liếp rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Nửa đêm lạnh tỉnh giấc đành bò về, ngồi tựa cửa căn lều của bà bán bún. Sáng sớm dậy làm hàng, bà chủ nhà thấy vậy nhưng không nói gì. Ông khách cũng chẳng phân trần. Tối về dọn dẹp nhà cửa xong, chờ cho ông chuẩn bị sang nhà hàng xóm ngủ nhờ, bà bán bún mới nói nhẹ nhàng. Thôi ông à, tối nay ông có sang, ông ấy cũng lại không cho nhờ nữa đâu. Ông giúp tôi lấy 2 tấm gỗ này xuống, rồi ra ngoài khuôn ít gạch vỡ vào kê làm giường mà ngủ. 2 cái giường ngủ đấu đầu nhau tạo thành thước thợ. Bà chủ moi trong chiếc thùng các tông đựng đồ vải lặt vặt lôi ra chiếc màn cá nhân cũ, rách, đen màu mồ hóng, treo lên chỗ ngủ mới cho ông khách. Bà còn tỉ mẩn ngồi khá lâu, vá víu, buộc túm những chỗ rách cho mũi khỏi chui vào. Như một sự tất nhiên. Không ai nói với ai lời nào, họ cùng leo lên giường, ai nấy ngủ. Chẳng ai ngủ được trong một đêm khởi đầu như thế. Người nọ trằn trọc, nằm lắng nghe tiếng thở khác thường bị nén lại cùng tiếng trở mình liên tục của người phía giường bên kia. Chẳng biết bao nhiêu thời gian nữa trôi qua, hôm ấy bà bán bún chỉ bán hàng nửa ngày. Buổi chiều còn lại bà ông khách về nhà nghỉ ngơi rồi giúp bà dọn dẹp cửa nhà. Bà đi chợ về làm cơm cúng dỗ. Ông hỏi dỗ ai? Bà bảo dỗ chồng. Bữa cơm cúng đạm bạc, nhưng cũng có cá, thịt, rượu chè. Ông hàng xóm được mời dự như một khách quý. Phần hoa quả được bà chia nhỏ phân phát cho những đứa trẻ trong xóm. Cũng trong bữa dỗ, ông khách nắm được những thông tin cơ bản nhất về bà chủ cũng là ân nhân của mình. Quê Thái Bình, 2 người lấy nhau muộn. Ông chồng có mảnh đất canh tác đủ nuôi sống gia đình, nhưng nằm trong quy hoạch, phải bán rẻ cho chủ dự án. Số tiền thu được chỉ đủ xây căn nhà cấp 4 thay thế ngôi nhà tranh vách đất. Họ hứa tạo cho công ăn việc làm, nhưng chẳng thấy đâu. Chán nản, người ấy bê tha, bán hết mọi thứ đổ vào chai rượu. Trong một lần quẫn bách, chẳng biết vô tình hay hữu ý, người chồng xấu số đâm đầu vào ô tô. Người vợ xấu số sau bao nhiêu thăng trầm phiêu dạt đến đây, đã 5 năm trời. Đáp lại tấm lòng của người đã kêu mang mình, ông khách cũng cho bà chủ biết về mình như sau. Làm nghề dạy học từ năm 19 tuổi, về nghỉ hưu năm ngoái. Vợ là một cán bộ nghiên cứu khoa học làm ở Ủy ban Khoa học tỉnh. Con trai là nghiên cứu sinh, lấy vợ rồi buôn bán, sinh sống ở nước ngoài.
Hai người chung sống với nhau ở thành phố biển phía Bắc. Từ ngày đất nước đổi mới, mở cửa, người vợ hiền dịu đảm đang và chịu đựng của thời bao cấp, giờ đã biến thành người chỉ biết có đồng tiền. Bà đòi hỏi ông phải có cách kiếm ra tiền. Là nhà giáo ăn lương, ông làm sao có cách gì? Những dự án khoa học ở cơ quan bà cũng kiếm bộn tiền, lại còn tiền con thỉnh thoảng cũng gửi về, cộng lại có ít đâu. Hình như với bà càng nhiều càng ít, thế là ngày nào cũng cãi vã nhau vì tiền. Đầu năm ngoái ông đưa mẹ đẻ từ quê lên chữa bệnh, cuộc cãi vã cũng không vì thế mà bớt đi. Có lần nửa đêm hai người cãi nhau to, mẹ ông ốm nặng lắm, cũng không chịu được, lết người đến tận cửa, mếu máo, van nài trong đau đớn và tủi hổ. Thôi, tôi lại anh, hãy thôi đi, kẻo hàng xóm người ta cười cho. Quá hiểu con dâu, bà chỉ dám nói con trai. Cái bóng mẹ già gần đất xa trời quỳ lết tay run rẩy bấu vào bậu cửa cho khỏi ngã. Miệng rên rỉ cầu xin, từ đêm ấy, khắc sâu vào nỗi hận của người con trai không sao xóa đi được. Như giọt nước làm tràn ly. Kết cục của cả một đời dạy học nào ngờ hôm nay ông lại trở thành người trắng tay, sống ngoài lề xã hội như bao nhiêu người vô gia cư khác. Hôm bỏ nhà ra đi, ông chỉ vơ mấy bộ đồ rách, chiếc ba lô bạc màu, cùng tiền lương hưu một tháng. Sổ lĩnh lương hưu, ông để lại trên bàn cho bà. Ngày tháng cứ trôi qua, hình như ông giáo, bây giờ chúng ta gọi ông là ông giáo, đã quen với cuộc sống của những người ngoài lề xã hội. Một hôm bà chủ, ta cũng gọi bà bán bún riêu là bà chủ, mua về chiếc áo len dệt đưa ông. Mùa thu cũng đã đến rồi, trời thường se lạnh về sáng, ông mặc chiếc áo len này cho ấm, kẻo cảm lạnh thì khổ. Đêm ấy nằm trằn trọc từ chập tối đến sáng, không sao ngủ được. Nửa đêm ông giáo đằng hắng mấy lần, rồi mạnh dạn nói với sang giường bên kia, giọng thì thào. Bà cho tôi sang đấy nằm cùng với nhá. Sao lại thế? Bên đây lạnh lắm, tôi không sao ngủ được. Không được đâu ông à, giường bên đây với bên ông có xa nhau gì, cố mà chịu đựng. Như có tiếng cười bị nén lại trong miệng bà. Nghe thấy thế, ông giáo không dám năn nỉ nữa, cũng không dám manh động. Cả hai thao thức đến sáng. Hơn một tuần sau, do ngủ muộn, lại không được bà chủ đánh thức. Ông giáo mở mắt ra, trời đã sáng trắng. Quáng quàng nhìn trước ngó sau, bà chủ đã gánh hàng đi bán. Trên mảnh chăn đơn hoa, đặt bên chiếc gối, thấy để một cái túi vải và một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi: ông hãy về qua nhà xem tình hình thế nào. Em cũng là phụ nữ nên cũng phần nào hiểu được tâm tư của chị ấy. Nếu ông tha thứ được và chị nhà chấp nhận thì hãy ở lại và làm lại từ đầu. Còn như nếu thực sự không thể và ông thấy chấp nhận được cuộc sống của những người ngoài lề xã hội thì quay lại với em. Túp lều nghèo khó này đủ để cho chúng ta sống nốt những ngày còn lại của cuộc đời. Nó luôn mở cửa đón ông quay trở lại. Ông cầm theo một ít tiền làm lưng vốn, trong đó có cả 2 triệu ông đưa em từ những ngày đầu lên đây. Thuốc ngừa áp huyết của ông chỉ còn đủ uống vài ngày, em đã mua thêm đủ uống cả tháng. Nhớ đừng quên uống thuốc. Có cả cái máy đo huyết áp cổ tay em đã mua để ông kiểm tra hàng ngày. Mọi thứ để trong túi vải. Thôi, chúc ông trở về nhà gặp nhiều may mắn. Ký tên, bà chủ bất đắc dĩ của ông. Đọc xong lá thư, ông giáo khóc không thành tiếng. Đời ông chưa từng được khóc như thế này bao giờ. Khóc mà lòng thanh thản, nhẹ nhõm. Ông lấy ra 1 triệu cùng chiếc máy đo huyết áp với mấy vỉ thuốc cho cả vào chiếc ba lô, để lại 4 triệu vào chỗ cũ dưới gối. Cũng đã gần nửa năm ra đi, đã quen với cuộc sống mới, ông định không quay về. Nhưng nghĩ lại lời bà nói là đúng. Nó như một mệnh lệnh. Trước mặt ông là điểm nút của ngã ba đường. Ông phải dũng cảm tiến đến, đối mặt với thực tế. Từ ngã ba, trong 2 con đường trước mặt, ông phải chọn lấy 1. Những ngày qua, thực tế là những ngày ông đã dấn thân, trải nghiệm một cuộc sống khác thường mà trước đây chỉ nghĩ đến thôi, ông cũng chưa từng. Cuộc sống tận cùng dưới đáy của những con người ngoài lề xã hội. Cuộc trở về với gia đình lần này thực chất là để bước đến cái ngã ba đường nghiệt ngã, buộc ông phải chọn 1 mà đi.
nghiệt ngã nhưng đã chọn đi con đường nào rồi sẽ thấy lòng mình thanh thản. Ông giáo khoác ba lô lên vai, nhắm hướng bến xe bước tới. Vừa đi ông vừa nghĩ, cứ theo như cái cách viết thư và cư xử của bà chủ, thì văn hóa của bà ấy cũng chẳng lùn tí nào. Như ông, chẳng qua đời người phiêu dạt, chẳng ai tránh được cái số. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, cũng phải chia sẻ với quý vị khán thính giả một đôi chút sau khi Đình Duy đọc cái tác phẩm Đi Hoang này. Chắc hẳn là mọi người cũng giống như Đình Duy, đều muốn biết cái kết cục của cái ông lão đi hoang này. Liệu sau khi về nhà, ông có quay lại với bà chủ bất đắc dĩ của mình hay không? Và cái kết này thì dường như khiến cho chúng ta chưa thực sự thỏa mãn. Tuy nhiên với những con người, với những trải nghiệm cũng như là cái số tuổi đã bước qua trên đường đời, thì chắc chắn rằng với từng nhân vật của chúng ta sẽ có những cái câu trả lời cũng như lựa chọn chính xác, phù hợp và đúng đắn nhất cho bản thân mình. Và Đình Duy cũng rất mong là quý vị khán thính giả, các cô, các chú sau khi nghe cái chuyện ngắn này có cái tình huống như thế này thì cũng có thể chia sẻ cái suy nghĩ của mọi người xem là cái ông giáo đi hoang về hưu này thì nên hành xử như thế nào cho nó đúng, và liệu rằng cái kết cục của ông nếu quay trở lại với bà chủ bất đắc dĩ thì tốt hơn, hay là lại quay trở lại với bà vợ mà mang nặng cái tính chất vật chất thì nó tốt hơn. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng các bạn theo dõi tiếp truyện ngắn tiếp theo, Bãi Nước Bọt, của tác giả Vũ Đảm. Tiếng khóc thét lên, dãy đành đạch giữa đêm khuya của đứa bé làm náo loạn cả đại gia đình cụ Phấn. Cụ Phấn ông tuy đã gần 80 tuổi, tay phải chống gậy rồi, nhưng lại là người đầu tiên đến bên giường đứa bé để cùng bố mẹ nó dỗ dành cháu. Một lúc sau, các bác, các anh chị của đứa bé ở quanh đó cũng lục tục đến. Người ta tìm đủ mọi cách để làm cho đứa bé nín khóc, từ những lời nịnh nọt đến những hành động cụ thể như ra vườn vặt cam, mò lên chuồng gà bắt con gà kêu chiếp chiếp, phóng xe máy ra phố huyện mua kẹo bánh đưa cho nó. Nhưng đứa bé vẫn hất hết đi, đuỗn người khóc to hơn. Tiếng khóc của nó chẳng những phá tan giấc ngủ của người lớn mà còn khua cả những đứa trẻ trạc tuổi nó thức dậy. Chúng cũng ọ ẹ khóc, nhưng chỉ được vài tiếng, sau mấy cái vát vào đít hay sau tiếng quát của bố mẹ. Mày có câm mồm đi không thì bảo. Thì hết thảy đều câm bặt, và chỉ một lúc sau chúng lại lăn ra ngủ, lãng quên cả tiếng khóc đã làm chúng thức giấc. Trong gian nhà của cụ Phấn dành riêng cho vợ chồng Thực, đứa bé vẫn khóc, mọi người tiếp tục dỗ dành nó. Đứa bé càng khóc to, người ta càng tỏ ra xót xa thương cảm, không hẳn cho nó, mà chỉ cốt để lấy lòng cụ Phấn và bố mẹ nó. Có cảm tưởng như ai đó làm cho đứa bé nín khóc, cụ Phấn và bố mẹ nó sẵn sàng móc túi ra bạc triệu để trả công. 100.000 đã là quá to, đủ cả một gia đình sống một tháng, đằng này lại những 1 triệu, số tiền quá lớn. Nếu rơi vào tay chị cả, chị sẽ đâm ngay ngót tấn thóc. Vào tay chị Tư, chị sẽ sửa sang lại cái chuồng lợn bị đổ và thả vào đó một con lợn nái để nó sinh sôi nảy nở. Ấy là nghĩ vậy thôi, chứ chắc gì vợ chồng Thực dám bỏ ra 50.000. Tiếng là giàu có nhưng vợ chồng Thực kẹt lắm. Tiền nuôi bố gửi về cho chị Mùi hàng tháng, vợ chồng Thực tính chi ly đến từng mớ rau muống. Dăm thì mời họa hai vợ chồng mới về quê, nhưng chả khi nào cho các chị các cháu lấy được bộ quần áo ra hồn. Toàn quần áo hàng thùng, bán đầy rẫy ở các vỉa hè Hà Nội, vợ chồng Thực mua về làm quà. Biết là hàng sida đấy, nhưng mới khi nghe vợ Thực ngọt ngào, nhà em mới đi công tác ở nước ngoài về, có bộ quần áo tặng chị, tặng cháu, lại nấy đều hăm hở để làm vui lòng vợ chồng Thực. Chả phải đến tận bây giờ, những người chị của Thực mới biết chẳng bao giờ nhờ vả được gì vào cậu út, mà ngay từ khi Thực còn là đứa trẻ hay đái dầm trên lưng các chị, họ đã hiểu rằng Thực là một con người ích kỷ và hiếu thắng. Bất cứ cái gì Thực muốn, các chị đều phải làm theo, nếu không Thực chỉ cần lăn ra đất ăn vạ là cụ Phấn lại gầm lên. Còn chết trôi chết gì kia, mày trông em thế hả? Thực là đứa con nối dõi tông đường, Thực phải được hưởng tất cả những quyền lợi đặc biệt. Đó là lời dạy bảo quan trọng mà cụ Phấn thường xuyên nhắc nhở vợ và 6 người con gái. Trong cuộc sống hàng ngày, lời chỉ giáo này của cụ Phấn được thực hiện một cách triệt để. Sáng nay, khi các chị chỉ được hưởng định mức mỗi người 3 củ khoai lang để lấy sức đi nhổ mạ, đi cấy, gánh phân, vạc bờ, cuốc góc,
thì Thực lót dạ hai bát cơm nóng với cá bống kho rồi đi đánh đáo chơi diều. Bữa trưa và tối các chị ăn cơm với rau muống luộc, mắm tép kho mặt, thì Thực ăn thịt nạc diêm với nước mắm như một thói quen cố hữu. Sự cung phụng và nhường nhịn của những người chị cho đến tận bây giờ, khi mà Thực đã giàu có, đã công thành danh toại, vẫn không mất đi. Mỗi lần về quê, mời cơm vợ chồng Thực, con gà giết ra, bao giờ họ cũng dành cho Thực cặp đùi đã lột ra, món ăn mà Thực ưa thích nhất. Từ lúc lọt lòng mẹ, Thực là con người của sự an nhàn sung sướng. Khi còn sống với bố mẹ, Thực được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Khi bước ra xã hội, Thực có biệt tài nịnh hót hơn người, nên con đường công danh cứ lên như cánh diều no gió ngày nào Thực hay thả ở cánh đồng xóm bãi. Nhưng mà đời cũng công bằng lắm. Chẳng cho ai hết hạnh phúc, cũng chẳng làm ai toàn bất hạnh bao giờ. Thực sung sướng về bản thân, nhưng đường con cái lại gian nan, lận đận. Lấy vợ từ năm 25 tuổi, mãi đến năm 47 Thực mới được mụn con trai. Vợ chồng Thực vui mừng khôn xiết, mở tiệc ăn mừng suốt 2 ngày liền. Đứa bé hay ăn trong lớn, được nuôi dưỡng theo chế độ đặc biệt còn hơn cả ngày xưa mà bố nó được hưởng. Hạnh phúc của vợ chồng Thực kéo dài được gần 2 năm. Đúng lúc đứa bé biết nói biết đi, thì đâm ra khó tính khó nết. Đêm đêm đứa bé hay thức giấc khóc dẫy lên đành đạch như bị ma làm. Không ai có thể thí được. Chỉ đến khi kiệt sức, nó mới tự nín và chìm vào giấc ngủ. Đứa bé đang hồng hào béo tốt, sau 10 ngày tiều tụy đến thảm hại. Vợ chồng Thực bàn nhau bế con về quê, hy vọng không khí trong lành của làng quê sẽ làm đứa bé khỏi bệnh quấy khóc. Đêm này, đêm đầu tiên của đứa bé ở quê, đi đường xa, nó mệt và ngủ ngay từ chập tối. Mọi người đều hồi hộp chờ đợi, ai cũng cầu mong cho nó ngủ một mạch đến sáng. Nhưng thà nồi, đúng 1 giờ 15, nó đạp hai chân mấy cái rồi khóc thét lên. Gần 1 tiếng dỗ dành rồi, ai nấy đều lắc đầu, bất lực. Bỗng huỵch, cái thân hình cao to của thằng Muôn con chỉ cả mùi đồ đánh huỵch xuống chiếc giường trải đệm ga trắng mút của vợ chồng Thực mới mua hồi chiều. Thằng Muôn mắt trợn ngược, chân tay co giật liên tục, mép sùi đầy bọt. Chị Mùi chạy lại chỗ thằng Muôn, lấy khăn lau nước dãi cho con, miệng sợ hãi. Con ơi, sao lại ngã ra giường cậu thế này hả con ơi? Vợ Thực trông thấy đám nước dãi của thằng Muôn chảy lều phều ra ga, mặt mày cau có, liếc xéo chồng một cái rất nhanh. Thực ra sầm mặt, miệng chu lên. Ôi, động kinh, lại động kinh. Sao chị không kiếm cái xích mà xích chân nó lại? Chị Mùi nghe Thực nói, lòng quặn lên đau nhói. Chị nói với Thực như van xin. Cậu ơi, cháu nó lỡ rồi. Sáng mai tôi sẽ giặt đền cậu. Số nó khổ nên mới bị bệnh chứ ai muốn vậy cậu ơi. Không xích nó lại. Tiếng của phấn hồn hển, thì cũng có ngày nó lộn cổ xuống ao chết mất xác thôi. Sau lời cụ phấn, nhiều tiếng ồn nào nổi lên ủng hộ sáng kiến của Thực và cụ phấn. Đâu chỉ có đại gia đình cụ phấn, mà cả làng cả xã này ai chả biết đến bệnh động kinh của thằng Muôn. Cứ 2-3 ngày là thằng Muôn lại lăn ra ằng ặc. Vào mùa hè trời nóng nực có khi ngày mấy bận, vì bố mẹ phải xuôi ngược kiếm cái ăn. Các em phải đi học, đi làm, đỡ đần bố mẹ, không có ai trông giữ. Mấy lần thằng Muôn lên cơn ngã xuống ao, nhưng số nó chưa chết. Mỗi lần ngã xuống ao đều có người nhìn thấy vớt lên. Không ai phát ngôn thành lời, song trong ý nghĩ của mọi người, thằng Muôn coi như đã chết. Vì thế, có xích chân hay nhốt thằng Muôn lại cũng chẳng sao. Cơn động kinh của thằng Muôn đang vào lúc cao trào. Cái giường của vợ chồng Thực rung lên làm rớt cả chăn và gối. Vợ Thực không nhìn được nữa, bế đứa bé đang khóc ngằn ngặt đi lại định nhặt chăn và gối ném lên mặt bàn. Thì tự dưng đứa bé nín khóc, tròn hai mắt nhìn thằng Muôn. Trong lúc thằng Muôn đang đau đớn vì những cơn co giật thì đứa bé thấy thích thú trước cái trò mà nó chưa bao giờ được chứng kiến. Nó chỉ tay về phía thằng Muôn và nhoẻn miệng cười. Mọi người hân hoan cười theo. Cụ phấn bảo, thằng động kinh hôm nay được việc, giỏi, giỏi lắm. Đó là lời khen duy nhất mà cụ phấn dành cho thằng Muôn, đứa cháu ngoại mà cụ chối bỏ từ khi nó còn nằm trong bụng mẹ. Năm chị Mùi 19 tuổi, chị yêu một người con trai xóm trại. Cụ vẫn tuyên bố từ mặt nếu chị không chấm dứt quan hệ với thằng con hoang không cha đó. Vì quá yêu, chị Mùi liều có thai để buộc cụ phấn vào thế đã rồi. Cụ phấn uất ức lắm, nhưng cơ sự đã thế, không cho cưới, dân làng biết được sẽ làm ô nhục danh giá gia đình. Khi thằng Muôn ra đời, cụ coi nó là nguyên nhân gây nên tội lỗi. Cụ hắt hủi xa lánh nó. Chị Mùi biết rõ điều này. Khi thằng Muôn đã lớn, chị thường khuyên con ít sang nhà ông bà ngoại.
Nhưng thằng Muôn động kinh, người dở dở ưng ương nào có biết được nguyên nhân. Phùng má trợn mắt quát lại mẹ. Mẹ không yêu ông ngoại thì để con yêu, đừng có mà dở hơi. Giờ đây, người mẹ dở hơi của nó khi nghe cụ Phấn khen nó được việc, thì lòng rộn rạo một niềm hân hoan. Đêm hôm sau, công trạng của thằng Muôn lại được ghi nhận khi vào tầm 1 giờ kém 5, đứa bé lại giật mình khóc thét lên. Mọi người có mặt tại nhà cụ Phấn đêm qua lục tục kéo đến, trừ có thằng Muôn vẫn nằm kéo gỗ ò ò ở bên nhà. Dỗ rảnh không được, anh con rể thứ ba dẽ mọi người ra bảo. Để tôi thử làm thằng Muôn xem nào. Nói xong anh từ từ nằm ra nhà, chân tay cào cào vào không khí như thể mình đang lên cơn động kinh. Trong kịch trường, các diễn viên có thể hóa thân vào các nhân vật một cách xuất sắc, khiến người xem tưởng như thật. Nhưng họ phải trải qua khổ luyện và phải có tài. Trong cuộc đời, kẻ này có thể lập vai kẻ kia y như bản sao, nhưng phải biết giỏi mưu mẹo. Đằng này anh con rể của cụ Phấn chỉ có biết cày cuốc, cơm no bỏ cưỡi, nên nhập vai thằng Muôn quá gượng gạo, đến nỗi các đạo diễn vây xung quanh phải chỉ đạo toáng lên. Chân tay giật mạnh vào. Ôi giời, động kinh gì mà mắt lại nhắm tịt thế kia. Trợn lên, trợn lên. Miệng cũng phải giật giật, phải méo mó vào. Vợ thực bế đứa bé lại, nó nhìn người dưới đất một lúc, nín được một tí rồi lại lăn ra khóc. Bỗng cụ Phấn nói như ra lệnh. Thằng động kinh, đưa thằng động kinh đến xem thế nào. Chị Mùi tất tả chạy về nhà lôi thằng Muôn đến. Mặt nhắm mắt mở, thằng Muôn cau có nhìn mọi người. Không thể bắt thằng Muôn lên cơn động kinh thật được. Ai nấy đều dục dã thằng Muôn làm động kinh giả để cho đứa bé nín khóc như đêm qua. Thằng Muôn ngượng ngùng lắc đầu. Nó chưa làm thế bao giờ. Mọi người lại dục nịnh hót thằng Muôn. Mẹ nó van lơn, chắp hai tay lạy nó như tế sống. Vì thương đứa trẻ và thương mẹ, thằng Muôn chấp nhận vai động kinh. Không làm theo kiểu từ từ nằm xuống như anh con rể thứ ba của cụ Phấn. Thằng Muôn đang đứng ngã đánh hụt xuống nền nhà, người giật lên đùng đùng. Chẳng biết có phải do cái bệnh động kinh đã ngấm vào máu vào thịt, hay vì thương đứa bé, thương mẹ mà thằng Muôn vào cuộc thành công, đến nỗi đứa bé cười lên như nắc nẻ. Mọi người hân hoan vỗ tay reo lên. Giỏi lắm, giỏi lắm. Thực cầm tay cụ Phấn kéo lại cửa sổ nói nhỏ. Con sẽ đưa thằng Muôn lên thành phố. Để chữa bệnh khóc cho thằng bé à? Cụ Phấn danh mạnh nói. Được, tôi sẽ bảo con mẹ nó. Nhưng anh nhớ nói là đưa thằng Muôn lên đấy chữa bệnh động kinh. Chứ đừng nói... Còn có ngu đâu. Thực cắt ngang lời, mà nói ra sự thật. Sáng hôm sau, đích thân cụ Phấn dẫn Thực sang nhà con gái, bà gửi thằng Muôn lên thành phố cho vợ chồng Thực chữa bệnh. Chị Mùi tái mặt. Chị biết chẳng bao giờ vợ chồng Thực hảo tâm đến mức đưa cháu lên ở với mình để chữa bệnh cho cháu. Thằng Muôn lên đó chỉ là thứ thuốc sống, chữa cái bệnh khóc đêm của đứa bé, con vợ chồng Thực mà thôi. Thằng Muôn tuy bị động kinh dở người, nhưng lại là đứa con mà chị thương yêu nhất trong 4 người con của chị. Mỗi lần đi chợ về, chị đều mua giấm rúi cho nó khi tấm bánh nếp, lúc thì quả chuối tây to như cái bắp tay. Những lúc thằng Muôn lên cơn động kinh, chị ngồi cạnh lau nước dãi cho con, đôi mắt nhòe lệ. Phải xa con để nó lên sống lạc lõng một mình trong ngôi nhà sang trọng của cậu nó ư? Không thể thế được. Thiếu tình mẫu tử, thằng Muôn có thể không bị chết vì bệnh động kinh mà sẽ chết bằng sự lợi dụng ngược đãi của vợ chồng Thực. Chị từ chối thiện ý của vợ chồng Thực. Cô vẫn gầm lên, cô bảo nếu không cho đi để chữa tiệt cái bệnh động kinh, lỡ ngộ nó chết ở đầu đường xó chợ, người ta lại trả bôi cho chát chấu vào mặt cụ. Nếu không cho đi, cụ cứ lao đầu xuống giếng chết quách đi, cho thiên hạ khỏi ỉa vào mặt cụ. Vì sợ cụ Phấn tự vẫn, chị Mùi đành nén nỗi đau để vợ chồng Thực đưa thằng Muôn đi. Lên thành phố, thằng Muôn ở chung căn phòng với bà Thoại, người đàn bà mà vợ chồng Thực thuê để cơm nước giặt giũ quần áo. Để phòng thằng Muôn động kinh, nhổ nước bọt vào đồ dùng, trang thiết bị trong gia đình, vợ chồng Thực bảo bà Thoại xích chân thằng Muôn vào chân giường bằng đoạn dây xích mà trước đây vợ chồng Thực vẫn xích chó Nhật. Bị xích chân, vướng víu và khó chịu, thằng Muôn không hề phản ứng trong cái đầu ngơ ngẩn của nó. Vẫn còn một phần giúp nó nghĩ đến mẹ với tình thương mãnh liệt. Mẹ bảo nó lên ở nhà cậu, cậu mợ sai bảo gì phải vâng lời, không được cãi lại. Nó đã gật đầu như một sự thỏa ước, và trong ý nghĩ của thằng Muôn, việc để cậu xích chân có nghĩa là nó đã thực hiện thỏa ước với mẹ. Cũng như đêm đêm thằng Muôn phải nhập vai động kinh một cách xuất sắc, có nghĩa là nó đã thực hiện thỏa ước với mẹ. Bệnh khóc đêm của đứa bé giảm đi rõ rệt. Sau 2 tuần từ ngày có thằng Muôn, nửa đêm thức giấc,
không cần phải thấy thằng Muôn giãy lên đành đạch mà chỉ cần thấy thằng Muôn ngồi bên cạnh, tay chân khua khoáng mấy cái là đứa bé nhoẻn cười, và một lúc nó lại chìm vào giấc ngủ. Vợ chồng Thực vui mừng khôn xiết, công lao của thằng Muôn là hết sức to lớn, và rất có thể nó sẽ làm xoay chuyển tình cảm của Thực, buộc vợ chồng Thực phải đưa thằng Muôn đi chữa bệnh động kinh một cách nghiêm túc, chứ không phải nhờ một tay bác sĩ tư quen biết lập bệnh án kèm theo một loại thuốc an thần rẻ tiền, để khi có trả thằng Muôn về quê thì cũng có cái cớ để nói là đã tận tình chữa bệnh cho cháu. Thế nhưng, thằng Muôn đã vô tình gây nên một việc làm kinh thiên động địa đến gia đình Thực. Đó là một chiều chủ nhật đẹp trời, vợ chồng Thực mời ông Hoành đến nhà ăn cơm. Ông Hoành là thủ trưởng của Thực, sắp tới ông được điều lên bộ. Hai người mà ông dự kiến thế cho ông là Thực và ông trưởng phòng tổ chức. Để lấy lòng ông Hoành, cả Thực và ông trưởng phòng tổ chức đều ra sức mua chuộc ông. Ông Hoành là người đam mê tiểu sắc. Sắc thì Thực vừa tuyển cho ông một cô thư ký đẹp và quyến rũ mê hồn. Còn tiểu thì cách một tuần Thực lại mời ông về nhà để thưởng thức những loại rượu ngoại mà trong một lần vui miệng Thực đã ví chai rượu tương đương với một năm tiền ăn của người nông dân quê Thực. Rượu đã làm cho ông Hoành hưng phấn. Ông bảo nếu số ông được làm quan to lên đến chức thủ tướng thì ông sẽ làm mọi việc theo kiểu này kiểu kia. Thực gật đầu lia lịa. Ông Hoành gắp miếng dồi chó quên cả chấm mắm tôm, bỏ tọt vào mồm nhồm nhòm nhai. Ông chưa kịp nuốt thì lãnh trọn một bãi nước bọt to tướng vào giữa mặt. Nhận ra thằng Muôn cười cười nhìn mình, ông Hoành hầm hầm mặt nghiến răng. Anh là thằng đều, anh định coi tôi là chó phải không? Mặc cho Thực thanh minh là thằng Muôn bị động kinh, không biết gì và ra sức van lại ông Hoành. Nhưng ông và cô thư ký vẫn bỏ ra về. Thằng Muôn bị động kinh lại đúng lúc bà Thoại lơ là quên xích chân nó nên cơ sự mới xảy ra. Theo thói quen mỗi lần động kinh xong, nằm ngủ khoảng 20 phút thằng Muôn tỉnh dậy và đi lang thang không có định hướng. Vừa đi nó vừa nhổ nước bọt lung tung. Những lúc đó thằng Muôn không hề nhận thức được gì nên ông Hoành mới bị một bãi nước bọt. Thằng Muôn bị động kinh thật nhưng ông Hoành lại cho rằng Thực chơi xỏ mình, định rửa nhục mình sau cái lần ông giờ tỉnh giờ say lùa tay vào ngực vợ Thực ở chỗ cầu thang. Vụ ấy vợ Thực không nói cho chồng biết, sợ Thực làm mầm mỹ lên, ảnh hưởng đến đường công danh. Thậm chí nhiều lúc nhớ lại, vợ Thực còn cảm thấy dâm gian cả người. Hiệp cái bàn tay mát lạnh như bàn tay con gái, nhoàng một cái đã làm người ta nghẹt thở. Bãi nước bọt của thằng Muôn làm Thực mất ăn mất ngủ. Thực tìm mọi cách để thanh minh. Sau khi đã tốn với bà vợ ông Hoành và cô thư ký của ông khá nhiều tiền, Thực mới được ông Hoành tiếp chuyện nửa tiếng tại nhà riêng. Thực dẫn cả thằng Muôn đi theo. Thực trình bày với ông Hoành về bệnh động kinh của thằng Muôn, đưa cả cho ông xem bệnh án. Ông Hoành nghe một cách thờ ơ. Thực nhìn về phía thằng Muôn, nháy mắt một cái. Nhận được ám hiệu, lập tức thằng Muôn đang ngồi trên ghế lộn nhào xuống đất giãy lên đành đạch. Thực hoảng hốt. Chết chết chết, nó lại bị nữa rồi. Nhìn thằng Muôn chân tay co giật, miệng méo sạch, mắt trợn ngược. Ông Hoành khiếp vía. Không khéo nó chết thật ở đây, thì giày la to. Ông đi lại cúi xuống xem, cất giọng vừa bực vừa lo. Bị động kinh thật à? Thằng Muôn tưởng ông Hoành hỏi mình, sực nhớ tới lời Thực dặn. Đến đấy phải lễ phép, gọi dạ, bảo vâng. Họ hỏi bị động kinh thì bảo cháu động kinh từ nhỏ. Nó ngẩng đầu dậy cung kính. Dạ, cháu bị động kinh từ nhỏ. Ông Hoành trợn tròn mắt, hiểu được sự thật ông cười phá lên. Tôi vẫn biết, muốn bon chen được với đời, người ta phải đóng kịch với nhau. Nhưng chưa bao giờ tôi lại gặp màn kịch kiểu này đấy. Thực cứng lưỡi, không thể mờ mồm nói được câu gì. Cầm tay thằng Muôn lôi đi. Từ đấy, đặc biệt là từ ngày ông trưởng phòng tổ chức lên tay ông Hoành và vô hiệu hóa Thực, bãi nước bọt trên mặt ông Hoành ngày đêm ám ảnh Thực. Thực có cảm tưởng như nó chui cả vào miệng mình. Thực lợm giọng, nhổ đi, lâu thành thói quen. Bây giờ xem ra, Thực còn nhổ thiện nghệ hơn cả thằng Muôn trong những lúc nó động kinh thật. Hết. Mời quý vị cùng các bạn theo dõi truyện ngắn Lệnh Bà. Đừng vỗ ngực trí thức, như anh lương không đủ nuôi mồm, giá trị quy ra tiền, không bằng một đứa buôn gà đâu. Nàng giết gióng, giọng khàn khàn đầy ấp, đầy căn phòng, dội vào tai Cang bùng nhùng như mặt trống. Cang đi đến bên tủ lấy chiếc túi thời sinh viên, nhét mấy cuốn sổ và hai bộ quần áo, quay lại, đứng đối diện với nàng, nói vài lời vĩnh biệt, đặt tờ đơn xin ly hôn vào tay nàng, rồi đi ra cửa. Cang bước hai bước một xuống cầu thang.
Tới bậc cuối cùng Căng đụng phải bà Han đứng lù lù trước mặt. Bà bảo, con tôi không phải là cái quần đùi để anh thích cởi bỏ lúc nào cũng được. Hãy suy nghĩ kỹ lại, kẻo ân hận cả đời đấy. Bà Han nặng nề dịch chuyển về bên trái mở một lối đi cho Căng. Căng dừng lại giây lát, tháo nốt chiếc đồng hồ Omega, chiếc nhẫn cưới hai chỉ mà nàng tặng cho Căng, đặt lên mặt bàn. Bước ra khỏi nhà, đường phố vào giờ hành chính, người xe xuôi ngược, loang loáng trước mặt. Càng đi bước chân hối hả, càng muốn thoát thật nhanh ngôi nhà số 170 với cái biển đèn màu, hoa hồng hô theo, mà hơn 4 năm qua càng sống như một thứ cây cảnh tô điểm cho gia đình bà Han. Càng đang đi, chợt nhớ mỗi sáng tầm 7 giờ 15 phút, chiếc xe hơi đưa đón ông giới sẽ ghé vào cho Càng quá giang. Càng quay trở lại một đoạn, tạt vào quán giải khát ven đường kêu một ly cà phê nhâm nhi đợi xe. Đặc ân mà ông giới dành cho Càng được quá giang và cả chiếc ghế phó phòng tổng hợp. Càng biết, đó là sự đền đáp lại nghĩa tình đối với bà Han. Bà vừa là tình nhân, vừa là người cung cấp những cô gái trinh trắng cho ông giới mỗi khi ông thực hiện một phi vụ làm ăn lớn hay loại bỏ một kẻ nào đó không chịu đi theo quỹ đạo của ông. Một điều quan trọng nữa, nhờ núp bóng ông giới, Càng trở thành nhân vật mà từ ông bảo vệ đến những người kế cận ông giới đều nể, đều sợ. Càng kêu chủ quán tính tiền, đứng dậy băng qua đường tiến lại chiếc xe màu ghi đang nổ máy trước ngôi nhà số 170. Càng chỉ còn cách chiếc xe 10 mét thì chiếc xe rỉn lên một tiếng rồi lướt qua. Càng giơ tay vẫy, chiếc xe dường như không thèm để ý đến Càng. Càng cắm cúi đi trên vỉa hè, cố tập trung suy diễn từ những mối quan hệ của bà Han, hòng hé mở thêm những trang đời đầy bí ẩn của bà. Nhưng đầu óc Càng quá tàn mát, hơn nữa có tập trung, huy động được mọi tiềm năng phán đoán, Càng cũng không bao giờ hiểu được điều mình muốn. Ngay chính bà Han, khi nằm bên ông giới, bà từng bảo với ông rằng nhiều lúc bà cũng không thể tưởng tượng từ một gái bán dâm ở vỉa hè, bà lại là bà Han, bà chủ khách sạn bây giờ. Có tới cả chục năm, Càng mới đi bộ một đoạn đường dài như hôm nay nên Càng mệt nhoài. Vừa bước qua cổng cơ quan, Càng đã vội ghé vào phòng bảo vệ. Thoạt nhìn thấy Càng, ông bảo vệ nhìn trước ngó sau, ghé sát môi vào tai Càng. Anh bỏ vợ thật đấy à? Sao bác biết? Càng tròn mắt bật thành tiếng gần như vô thức. Ông bảo vệ lầm rầm kể, trong buổi họp cơ quan chớp nhoáng sáng nay, ông giới đã dành trọn buổi để nói về sự kiện này. Càng thật sự kinh ngạc, không ngờ chuyện riêng tư của mình lại được ông giới đưa ra mổ xẻ trước toàn cơ quan. Chân vắt chữ ngũ, Càng tựa người vào thành giường, đôi mắt hé hé nhìn ông bảo vệ đang phân vân lúng túng. Ông cúi gập người, buộc lại đôi giày cao cổ rồi vội vã bước ra. Càng nghĩ ông đi lấy nước sôi pha trà, vì mọi ngày mỗi khi Càng vào phòng, ông đều vồn vã mời bằng được Càng uống chén trà nóng hổi. Càng đợi mãi chẳng thấy ông quay lại, liền chống tay đứng dậy, lững thững đi lên phòng làm việc. Càng đẩy cửa bước vào, phòng điều hòa mát lạnh nhưng Càng cảm thấy ngột ngạt. Hàng loạt những con mắt cùng một lúc nhìn về phía Càng. Càng đi lại bàn làm việc, đặt chiếc túi lên góc bàn, lôi tập tài liệu trong ngăn kéo ra đọc. Sau mấy lần nhấp nhổm, ông trưởng phòng đi đến bên Càng, xì xầm. Anh Càng, chuyện có thật sao? Chuyện gì? Càng hỏi giọng cụt lùn. Mặt ông trưởng phòng tối sầm, ông muốn thoi vào mặt Càng một quả. Chuyện tay đình như thế mà còn vờ vịt. Không khéo năm nay, nó tước mất danh hiệu tiên tiến của cả phòng mất thôi. Điều này xảy ra cũng có nghĩa là độ nhích dần đến điểm đích. Cái ghế phó thủ trưởng cơ quan mà ông đã tốn bao công sức tiền của mới tiếp cận được sẽ bị đẩy ra xa. Và rất có thể ông sẽ chẳng bao giờ kéo nó lại gần được nữa. Trong cuộc trao đổi vắn tắt sáng nay, ông giới đã chả từng nhắc đi nhắc lại việc làm công tác tư tưởng để Càng trở về với vợ là nhiệm vụ cấp bách là gì. Mọi người trong phòng vờ miệt mài làm việc, nhưng tâm trí lại để hết vào chỗ ông trưởng phòng và Càng. Nhìn về mặt phớt đời của Càng, ông trưởng phòng căm giận. Ông trưởng phòng sợ hãi. Ông thầm ước ngày mai hoặc Càng sẽ quay về ngôi nhà số 170 phố N, hoặc một tai nạn nào đó sẽ chấm dứt sự tồn tại của Càng trên cõi đời này. Không thể chịu được cái nhếch mép rất đều của Càng, ông trưởng phòng nguyền rủa rằng hành động bỏ vợ của Càng xét về tư tưởng đạo đức đó là sự xuống cấp trầm trọng. Mặc cho ông trưởng phòng quy kết, Càng vẫn chúi mắt vào mấy trang tài liệu, chẳng đọc gì đâu, cốt là để kích thêm cơn giận dữ của ông. Ông trưởng phòng cạn lời, căn phòng phút chốc trở nên câm lặng.
Ông trưởng phòng cay đắng nhận ra mình đã quá nóng nảy, làm cho Cang chẳng những coi thường ông mà còn gia tăng thêm quyết tâm chạy trốn. Ông tỏ vẻ ân hận, nói với Cang: Anh Cang, hãy bỏ qua cho tôi nóng nảy quá. Nhưng cũng là tấm lòng thành của tôi đối với anh, tôi sợ anh sẽ không tránh khỏi những đòn trừng phạt của ông giới. Cảm ơn. Cang nói, đẩy tài liệu vào ngăn kéo, đi ra ngoài hành lang. Nắng cuối thu dịu dịu làm Cang cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Cang đi lại mấy bồn hoa giữa sân, ngắt một bông hồng đưa lên mũi hít hít. Ông chú từ hội trường đi ra, vừa nhìn thấy Cang, ông rảo bước tiến lại. Cang vô tình vứt bông hoa sang trái, trúng vào mặt ông chú. Ông chú giận dữ: Xin lỗi anh, tôi vô tình. Cang hối lỗi. Ông chú đưa tay xoa xoa má. Nếu là ngày hôm qua, hẳn ông chỉ cười xòa, nhưng hôm nay ông lên án Cang gay gắt. Ông coi đó là hành động vô văn hóa. Ông bước đi rất nhanh, để rồi quay lại cũng rất nhanh. Ông quên chưa nói với Cang những điều thuộc về trách nhiệm và quyền hạn của một cán bộ tổ chức. Hồi sáng khi ngồi với ông giới, ông đã được nghe rất nhiều lời chỉ giáo của thủ trưởng. Ông dự kiến truyền tải tất cả cho Cang, nhưng hành động của Cang làm ông không thể nhớ lại một cách có hệ thống. Ông chỉ tóm gọn bằng một câu: Cậu định bỏ vợ thật đấy à? Trả giá bằng cả một sự nghiệp, một cuộc đời đấy. Chẳng cần đợi phản ứng của Cang, ông chú bước đi. Tấm mông ninh ních thịt của ông rùng rùng dưới lớp quần màu cà phê sữa. Trong mắt Cang hiện lên phép so sánh về mông giữa ông chú và bà Han. Cả hai đều giống nhau về độ phì nhiêu, độ bùng nhùng, còn sự khác nhau cơ bản, một có độ cong lớn, còn một kém hơn. Cang chua chát nhận ra mọi sự cay đắng của đời Cang lại chịu sự chi phối rất lớn của mông. Tốt nghiệp đại học ra trường, không có sự bảo trợ cả về chức quyền lẫn vật chất, Cang vất vưởng, hết đi kiều vạn lại đi phu hồ. Rồi Cang gặp nàng khi đi qua ngôi nhà số 170 phố N. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, nàng đã chết lặng trước khuôn mặt đẹp trai đến thánh thiện của Cang. Phản xạ của một kẻ đang khát tình nhanh nhạy đến mức nàng không kịp thay bộ váy ngủ, lao vào nhà trong, dắt chiếc xe 110 phân khối ra, bám gót Cang về tận căn phòng số 13 nằm treo leo ở trên tầng 5, khu tập thể Thái Hoàng được xây từ những năm 60 của thế kỷ 20. Nàng gõ cửa phòng Cang hỏi đây có phải đang giao bán nhà không? Cang vừa đáp không thì nàng đã vấp ngã, cái váy ngủ tốc lên để lộ một khoảng mông nở nang trắng ngần. Để rồi sau đấy 8 tuần, số phận Cang được nàng định đoạt. Loại bỏ chiếc ghế phó phòng, ngôi nhà khách sạn 5 tầng đứng tên nàng và cặp mông tình yêu của Cang đối với nàng là số 0. Nàng có cặp mông nở nang quyến rũ đến kỳ lạ. Rất nhiều người trông thấy đều chung một câu kết. Nếu có cuộc thi hoa hậu riêng về mông, hẳn nàng sẽ đoạt vương miện. Anh Cang, sếp cần gặp anh. Tiếng cô thư ký lanh lảnh vọng từ ban công xuống. Mông, với sự so sánh, với sự giải phẫu nguyên nhân nỗi bất hạnh cuộc đời tắt lịm trong đầu Cang. Cang đi lên phòng ông giới ở tầng 2, căn phòng mà bất cứ ai dưới quyền trước khi bước vào đều phải đứng thở một lúc để cho bớt hồi hộp. Cửa khép chặt, Cang không gõ cửa liên tiếp 3 cái như mọi khi, mà lấy mũi giày đá vào cánh cửa. Cô thư ký đi ra, chiếc váy hồng gặp làn gió trời bay hất lên để hở cả chiếc quần trong sọc sạch của cô. Có lẽ trong lúc chờ đợi Cang, ông giới đã tranh thủ thể dục cho đôi tay. Vừa thấy Cang, cô buông một câu lạnh ngắt. Vào đi, sếp đang chờ. Cang bước vào quên cả đóng cửa, ông giới phải tay bảo Cang ngồi, tự ông đi ra đóng cửa lại. Mặt ông bình thản chẳng gợn một chút phiền muộn khi mình phải làm cái việc mà theo phép lịch sự tối thiểu Cang phải làm. Ông không đi vào ngay câu chuyện. Ông ngồi đối diện với Cang. Hết nhìn Cang lại nhìn tấm thảm thêu 5 con ngựa đang phi nước kiệu treo trên tường. Ông tuổi ngựa nên rất thích bức thảm này. Ông hay bảo trong các loài vật, ngựa là thông minh nhất. Chỉ bằng một cú đá hậu có thể làm nên cả sự nghiệp. Cang không hề nhìn ông. Dáng vẻ kính trọng ông cũng chẳng còn. Ông điên lắm, để xem gan mày to đến đâu. Bất chợt ông tuôn ra hàng loạt những mệnh đề, những phạm trù về thế thái nhân tình. Ông trích dẫn khá nhiều kinh điển Đông Tây kim cổ. Hiểm một nỗi ông nhầm lẫn lung tung, vạt trội dâu ông này cắm sang cằm bà kia. Cang không phải là con mọt sách, nhưng không đến nỗi mù mịt như ông giới. Cang biết ông nói sai, nhưng cũng chẳng cãi. Ông muốn áp chế Cang, bắt Cang bằng mọi giá phải quay về với vợ. Ông nhấn mạnh vào trọng tâm theo thuyết lão tử mà ông lõm bõm nghe được. Mỗi một cuộc đời đều có số phận riêng,
trời sinh ra thế, cứ vậy mà hành, chống lại mệnh là húc đầu vào đá. Các ngả người tựa lưng vào thành ghế, mặt phẳng lặng như đang trò chuyện với một kẻ ngang hàng. Đến mức này thì ông Giới không kìm được nữa. Một thằng khố rách áo ôm, được ông nâng đỡ lại dám đối thoại bình đẳng với ông sao? Cậu nhất định bỏ vợ. Ông Giới hậm hực. Tôi đã quyết, Càng đáp. Ông Giới cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm. Chưa một lần trong đời ông bị một kẻ dưới quyền trái lệnh. Thế mà Càng lại dám phản kháng lại ông. Ông đập tay vào đùi. Cậu là thằng ăn cháo đã bắt. Người ta nhặt cậu từ vỉa hè, nuôi nấng vỗ béo, tạo dựng sự nghiệp. Vậy mà cậu trả ơn như thế, hả? 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 Ông Giới thở dốc, chiếc mũi khoằm giật giật rất mạnh. Thêm gần 10 phút đối thoại không có kết quả, ông Giới phải tay. Vậy đi, nên nhớ một điều, cuộc đời không đơn giản đâu, mọi cái đều có giá của nó cả đấy. Càng chào ông Giới đi ra, lần này thì Càng không quên khép cửa. Càng đứng rất lâu ngắm nhìn phòng ông Giới lần chót. Nó quá quen thuộc với Càng, từ tấm biển đề chức vụ bằng tiếng Anh đến nắm đấm cửa, ngay cả tiếng kêu rất nhỏ mà có lẽ chỉ có Càng mới nhận ra được. Nó không kêu ken két, cũng không kèn kẹt, mà có sự phối âm hết sức hài hòa. Két kèn kẹt, két kèn kẹt. Vĩnh biệt. Càng đi xuống, vượt qua một khoảng sân rộng đi ra cổng. Ông bảo vệ nhìn thấy Càng như một con ba ba. Ông thụt đầu vào ngay. Trời bắt đầu đổ mưa. Những làn mưa trắng xóa lao xuống, mỗi lúc một dày hơn, nặng hạt hơn. Cả thành phố bàng bạc một màu trắng của nước, người đi đường tỏa sang hai bên trú mưa. Càng đứng nép dưới hiên của một cửa hàng bách hóa, đầu tựa vào tường, hếch mắt nhìn đám người chen chúc nhau. Chợt mắt Càng nhìn thấy một gã đàn ông bên cạnh cứ cọ cọ cổ quý vào mông của một cô gái trú mưa. Khốn nạn, lại mông. Càng đang định lao vào làn mưa thì sững lại. Càng phải không? Tiếng một người đàn ông đang trú mưa gọi Càng. Càng quay sang phải và nhận ra Quốc, người bạn thân nhất trong tất cả những người bạn của Càng. Càng lách mình vượt qua ba người đi lại chỗ Quốc. Đang cô đơn, gặp được bạn chí cốt, Càng mừng lắm. Định kể cho Quốc nghe tất cả, nhưng đông người quá, Càng thấy không tiện. Tối nay về nhà Quốc ngủ, Càng sẽ nói cho Quốc hay. Trước mắt chưa tìm được một chỗ ở mới, ở tạm nhà Quốc ít hôm vậy. Trời mưa mỗi lúc một to, những hạt mưa bắn tung tóe lên ống quần. Càng nhích người nhường cho bạn một chỗ tốt hơn. Quốc chật đập vào người Càng. Này, nghe nói cậu bỏ vợ thật à? Càng muốn khuỵu xuống. Đến Quốc mà cũng biết được rồi sao? Một lần nữa Càng xác nhận bằng một cái gật đầu. Quốc chỉ kịp hỏi. Thế bây giờ tính ở đâu? Rồi xin lỗi phải đi đón vợ gấp. Càng bắt đầu dao động. Cảm giác bị bỏ rơi lấn chiếm lòng Càng. Càng thất vọng. Đội mưa đi lang thang giữa đường. Đi đâu? Về đâu? Sống bằng gì? Có nên quay về nhà nàng hay không? Đầu óc Càng âm âm u u. Càng thấy cần phải gặp ông Ất. Ông là bố vợ của Càng, một quan chức cấp sở. Ông Ất mới hơn 50 tuổi nhưng trông già như người 60. Ông sống điềm đạm, mực thước. 4 năm làm con rể ông, Càng chưa hề thấy ông nặng lời với vợ con bao giờ. Càng rất thương ông, nhưng cũng rất khinh ông. Ông biết vợ ngoại tình với ông Giới, nhưng vẫn làm ngơ. Âm thầm kìm nén nỗi đau, nỗi nhục một mình. Nhiều lúc Càng trộm nghĩ, hay ông cắn răng chịu đựng để đánh đổi lấy một cái gì đó lớn hơn. Cuộc đời nhiều khi là thế. Nhìn khuôn mặt đẹp lão, u uất của ông, Càng lại sợ, nhưng lần này nhất định Càng sẽ hỏi. Biết đâu ông trả cho Càng một lời khuyên bổ ích, giúp Càng tìm ra con đường đi phù hợp. Càng tìm kiếm ông Ất dòng dã 2 ngày nhưng chẳng thấy ông đâu. Cơ quan bảo ông đi công tác miền Trung. Không thể đợi ông được nữa, Càng đành phải chọn lấy con đường đi cho mình. Càng sẽ ra đi, đi xa cái thành phố này, nhờ bạn bè tìm kiếm cho một việc gì đó, miễn là lương thiện và được tự do. Đêm cuối cùng, Càng thuê một phòng ở khách sạn trung tâm thành phố. Càng mở tung cửa sổ, ngắm nhìn thành phố trong đêm. Đẹp và thanh bình quá, nhưng Càng không thể đi lùi lại, Càng phải ra đi, đi về phía trước để tìm tự do, tìm một chân trời mới cho phần còn lại của cuộc đời. Có tiếng đẩy cửa phòng, một người đàn ông và một người thiếu phụ bước vào. Họ nhầm phòng. Càng quay lại sừng sốt khi nhận ra ông Ất. Ông cũng nhận ra ngay Càng. Sau mấy phút bối rối, ông Ất đi lại bên Càng, cay đắng nói. Tôi cũng ở rể như anh. Càng chụp chiếc túi trên bàn, lao vun vút ra khỏi phòng.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết 3 truyện ngắn rất hay. Và rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc.